Rồi, con này là con thứ 5 nè. Quá là đã luôn. Con này thì phá bắn một phát ngay việc của nó luôn rồi. Một con cu lông này. Ở gốc trà thì không có thể nào mà thiếu những con cu lông như thế này đâu cả nhà. Con nào con nấy to với lại chắc nữa. Đặc biệt là những ở những gốc trà khơi xa cả nhà, cu lông con nào con nấy to lắm. Chỗ này thì cũng có một con nữa luôn. Pháp bắt lên cho em tí về nhà để nhậu nha. Em tí thì thường hay nhậu á, nên Pháp cũng bắt những con cua này để cho em tí nhậu. Đi làm, đi lặn trà như thế này thì có hai người á cả nhà, hỗ trợ thì làm nó nhanh. Pháp cũng tập tay vào để bắt nó rồi nè. Đó, cái màng của nó rất là bén nha. Pháp đi vào tay như vậy á, nó mà bán